Xin chào anh em, Tám Bóng Đá TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Màn soi kèo tiếp theo của ngày hôm nay là trận đấu giữa Southampton và Newcastle United. Cặp đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng đấu thứ 15 của Premier League, diễn ra vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 6 tháng 11 trên sân vận động St Mary, sân nhà của Southampton. Newcastle United đang được đánh giá cao hơn Southampton trong những cuộc đối đầu gần đây. Cụ thể trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội bóng của Eddie Howe đã có được 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Trong cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội tại Premier League, Newcastle đã có chiến thắng 2-1 trước Southampton ngay trên sân nhà St Mary. Nhìn rộng ra, Newcastle đang thắng 10 trên 11 trận gần nhất đối đầu với các vị thánh. Newcastle hiện đang là đội đứng thứ tư tại Premier League với 6 trận thắng, 6 trận hòa và 1 trận thua. Chuỗi trận bất bại gần đây của họ với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận đấu gần nhất có thể là ấn tượng và xứng đáng với kỳ vọng của các cổ động viên và các ông chủ. Trận đấu gần nhất của họ có chiến thắng 4 sao trước một Aston Villa bất ổn. Hàng công của thầy trò Eddie Howe đang nổ súng đều đặn với 24 bàn thắng. Hơn một nửa số đó đến từ cặp đôi Miguel Almirón và Callum Wilson. Cụ thể, Miguel Almirón đã có cho mình 7 bàn thắng, trong đó có 4 trận liên tiếp nổ súng, theo sau là Callum Wilson với 6 lần nổ súng. Bên cạnh đó, Newcastle đang có hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu khi chỉ để lọt lưới 10 lần. Theo kèo châu Á, đội bóng của Eddie Howe đã thắng được 5 trên 5 kèo đấu gần nhất, trong đó nổ 3 tài và 2 xỉu. Southampton đang phải vật lộn với cuộc chiến phía cuối bảng xếp hạng. Họ đang xếp ở vị trí thứ 18 với 12 điểm, chỉ hơn vị trí cuối cùng đúng 2 điểm mà thôi. Che Adam là chân sút xuất sắc nhất của đội khi cũng chỉ mới nổ súng vỏn vẹn 3 lần. Southampton chỉ thắng được 1 trên 8 trận gần nhất, trong đó 5 trận đấu gần đây chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2, và họ chỉ ghi được 11 bàn và để thủng lưới tận 20 lần. Phong độ kèo của họ đang là 2 trên 5 trận đấu gần nhất, 1 trận nổ tài, 4 trận có kết quả về xỉu. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2,5. Một Newcastle United thăng hoa chưa cống hiến, cộng với một hàng công bùng nổ nối đầu với Southampton bất ổn, hứa hẹn một kết quả tài. Newcastle đang được ưu tiên với mức chấp là -0.25, rất khó để Southampton có thể tạo nên bất ngờ trước thầy trò Eddie Howe. Dự đoán Newcastle sẽ có chiến thắng 2-1 trước Southampton. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.